vị và các bạn, siêu bão Yagi đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến công việc và đời sống của người dân. Cũng chính trong những ngày Hưng Yên gánh chịu thiên tai, tình người lại được chia sẻ và nhân lên gấp bội. Mọi nguồn lực đều được tập trung cho các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ. Nhiều hoạt động quyên góp cứu trợ đã diễn ra. Chính quyền địa phương, các lực lượng công an, quân đội, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên đều căng mình khắc phục hậu quả của bão lũ. Dù trong hoàn cảnh thiên tai, nối tiếp thiên tai, nhưng những hành động nhân ái, tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ của các tổ chức cá nhân lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội. Khi cơn bão số 3 đi qua, gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng, Hội cựu chiến binh huyện Khoái Châu đã huy động lực lượng hội viên cựu chiến binh của xã Đông Tảo sang hỗ trợ vận chuyển gia súc gia cầm, cây cảnh cho hội viên cựu chiến binh và người dân xã Bình Minh đến nơi an toàn. Không quản ngại gian khó, hội viên Hội cựu chiến binh huyện phối hợp với các lực lượng đã xúc cát ngăn nước sông Điện Biên tràn vào đồng, tham gia trực đê làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão, với phương châm không để hội viên nào bị loại bỏ phía sau. Nhà không may cơn bão nó bị dột nát, nó tốc mái xuống, thì các đồng chí từ cơ sở thôn, cơ sở xã đến huyện đã đến giúp đỡ gia đình để tu sửa lại. Hội cựu chiến binh đã vận động hội doanh nhân, cựu chiến binh, cựu quân nhân huyện hỗ trợ gia đình đồng chí Nguyễn Thị Tâm khắc phục cái hậu quả sau cái cơn bão số 3 này. Chúng tôi vẫn tiến hành triển khai cho toàn bộ cán bộ hội viên kết hợp với các ngành đoàn thể của các xã thị trấn tổ chức tổng vệ sinh, giải quyết cái vấn đề môi trường ở các xã thị trấn trong toàn huyện. Với phương châm không để hội viên nào bị bỏ lại phía sau, Hội cựu chiến binh huyện đã chung tay hỗ trợ hội viên sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra. Với suy nghĩ khi nước lũ dâng lên, người dân các xã ngoài đê đã phải di tản, cái cần nhất của bà con lúc đấy là đồ ăn thức uống. Anh Lều Văn Hanh, đoàn viên xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã nấu hàng nghìn suất cơm miễn phí cho người dân vùng lũ. Hình ảnh đoàn viên thanh niên hồ hởi chuẩn bị từng suất cơm, hình ảnh các đồng chí cán bộ đoàn viên bỉ bõm trong nước để mang các suất ăn đến tận tay người dân vùng lũ, thể hiện tình cảm ấm áp, sự sẻ chia, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Khi mà tôi mà thấy nước lũ bắt đầu dâng ở vùng ven đê, mình cùng với bếp làm cơm cho bà con có bữa cơm lúc mất điện, lúc bão lũ. Thường trực đoàn xã cũng phối kết hợp với cả các ban ngành đoàn thể của các vùng ngoài đê vận chuyển, thu gom những hoa màu cũng như là các tài sản như là lợn, gà, giúp người dân, sau đó lại hỗ trợ được bà con cơm. Chiều ngày 10 tháng 9 vận chuyển các vật dụng nhu thiết yếu đến các địa điểm như là xã Hoàng Hanh, xã Tân Hưng, xã Phú Cường và xã Hùng Cường. Trong hoàn cảnh bão lũ hoành hành, những câu chuyện, những hình ảnh tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại chứa đựng giá trị to lớn về lòng nhân ái và sự sẻ chia. Những nghĩa cử cao đẹp đó minh chứng cho sự đoàn kết cộng đồng, truyền thống tương thân tương ái không chỉ góp phần sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực, sức mạnh để cùng nhau vượt qua khó khăn, bão lũ. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và lũ trên sông Hồng, sông Luộc, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã bị ngập lụt. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện, chuẩn bị tốt các phương án phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả sau bão, phối hợp với chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng tiến hành tuyên truyền, vận động và khẩn trương sơ tán người dân cùng tài sản tại các điểm xung yếu bị ảnh hưởng do ngập lụt đến nơi an toàn. Cán bộ chiến sĩ đã không quản ngày đêm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dầm mình trong mưa lũ, lăn xả hết mình để đồng hành cùng với bà con nhân dân, với mong muốn đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Hiện tại thì thành phố Hưng Yên di rời khoảng 2.000 bà con về cái trung tâm ở trong địa bàn thành phố để phục vụ cái việc mà chăm sóc cho bà con.
thực hiện cái chỉ đạo của tỉnh cũng như là của thành phố Nguyên thì lực lượng công an sẽ là kết hợp với các lực lượng ở địa phương là hỗ trợ bà con hết sức trong cái việc mà tái thiết lại sau cái vùng ngập lụt này. Và trong cái giai đoạn này thì chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường để hỗ trợ bà con di chuyển và cũng như là di chuyển tài sản cũng như là khắc phục những cái thiệt hại do cái việc ngập úng gây ra. Cùng với việc giúp đỡ nhân dân ứng phó với bão lũ, lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng thường trực tại các địa bàn trọng điểm xung yếu bị ảnh hưởng do ngập lụt hoặc có nguy cơ ngập lụt để nắm tình hình, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông, đặt cảnh báo, đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương và các nhà hảo tâm vận chuyển lương thực thực phẩm cho bà con tại các khu vực bị cô lập. Nhằm chung tay chia sẻ với các địa phương chịu nhiều thiệt hại bởi mưa lũ, công an tỉnh cũng kịp thời tổ chức đoàn thăm hỏi động viên chính quyền và nhân dân năm xã ven đê bị ảnh hưởng bởi mưa lũ gồm Thụy Lôi, Cương Chính, Phú Cường, Hoàng Hanh, Đức Hợp. Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng mỗi xã 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, với tinh thần tương thân tương ái, công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức đoàn thăm động viên tặng quà nhân dân và cán bộ chiến sĩ công an ba tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão lũ là Yên Bái, Lào Cai và Cao Bằng. Từ khi lũ dâng lên thì các lực lượng phối hợp một cách rất nhịp nhàng. Với cái tinh thần đoàn kết, lực lượng vũ trang cùng nhân dân hiện tại đã vẫn tiếp tục duy trì và giúp đỡ nhân dân một cách tích cực nhất. Trong những ngày lăn xả cùng nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả do bão, lũ, đã có nhiều tập thể cá nhân mưu trí dũng cảm trong công tác được chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Ghi nhận những cố gắng đó, đã có 72 tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh và lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng, biểu dương. Những ngày qua là khu chúng tôi đang sinh sống là bị lũ lụt, là được sự quan tâm của Công an tỉnh, này, Công an của huyện, này, và Công an xã và chính quyền địa phương này rất là quan tâm, giúp đỡ đến người dân, rất là nhiệt tình về mọi mặt, là người già này, trẻ nhỏ này, là phục vụ đưa lên nơi an toàn cấp 1, cấp 2, là nấu cơm cho ăn hàng ngày. Cảm ơn tất cả mọi người đã rất nhiệt tình với nhân dân. Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt, lực lượng công an toàn tỉnh cũng đã phối hợp với các ban ngành, chính quyền và địa phương kịp thời thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương có phương án đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Siêu bão Yagi đi qua để lại những thiệt hại không nhỏ cho bà con nhân dân. Thế nhưng, khi thiên tai đã đi qua, tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau không quản ngại khó khăn vất vả. Thời gian trong mưa lũ vẫn được nhắc nhớ mãi, những câu chuyện ấm tình người vẫn còn hiện diện ở khắp mọi nơi. Chăm sóc đàn lợn sau những ngày ngổn ngang dọn dẹp do mưa lũ, anh Độ, chủ hộ gia đình với đàn lợn hơn 200 con ở thôn Nam Tiến, phường Hồng Châu vẫn không khỏi xúc động khi nhớ lại thời gian nước lũ dâng cách đây hơn một tuần. Sự hỗ trợ kịp thời, hết mình của các cán bộ chiến sĩ công an, quân đội cùng cấp ủy chính quyền đã giúp gia đình anh vực lại sau mưa lũ mà không bị thiệt hại gì lớn về tài sản, vật nuôi. Anh Trần Văn Độ chia sẻ. Công việc của cái hôm nước lũ, tất cả giúp đỡ nhà tôi cũng rất là cảm động. Nếu như mà không có hỗ trợ thì đúng gia đình tôi là mất trắng, không cứu được vì lợn sẽ chết hết trong chuồng. 7 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 9, nước ngập đến cổ chân. Nhưng đến trưa, nước đã quá nửa thân người. Người chăn nuôi ở thôn Nam Tiến khẩn trương di chuyển vật nuôi với tâm trạng lo lắng, kèm theo sự hoảng hốt vì nước dâng quá nhanh. Lực lượng hỗ trợ được huy động khẩn cấp gồm các đồng chí công an quân đội thành phố Hưng Yên khẩn trương có mặt. Đến 16 giờ chiều, toàn bộ người và tài sản của nhân dân tại đây đã được an toàn. Bữa trưa là chiếc bánh mì ăn vội lúc 2 giờ chiều và ở ngay dưới mực nước sâu đến ngực. Lúc bấy giờ là hình ảnh rõ nét nhất về sự vất vả nhưng chứa đựng đầy sự quyết tâm đoàn kết bảo vệ nhân dân trước thiên tai mưa lũ nguy hiểm. Bản thân tôi nhớ lúc đấy là nước nó đến tầm ngang ngực. Mà lúc đấy bên trong nhà này thì chủ nhà đang còn tháo chuồng để cho anh em chúng tôi mang lợn ra bên ngoài. Thì tranh thủ đấy anh em mỗi người làm một cái bánh mì rồi lại đi vào trong hỗ trợ người chủ nhà mang lợn đi ra bên ngoài. Có những con lợn đến tận 4 tạ. Bản thân thì lúc đấy không thể đi được. Một tay thì cầm tay lợn kéo và một tay thì bơi. Cố gắng tòng được một con lợn ra được đến kia là anh em cũng rất là mệt.
nhưng với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tất cả phục vụ cho nhân dân, cũng không còn nhớ đến cái mệt hay là cái gì nữa. Trực tiếp lái xuồng cao tốc để đi cứu người và tài sản cho nhân dân, Thiếu tá Đồng Văn Bắc công tác tại Phòng Hậu cần Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không nhớ rõ trong đợt bão lũ vừa qua đã đi bao nhiêu chuyến, di rời được bao nhiêu người, vận chuyển được bao nhiêu tài sản. Anh chỉ tâm niệm làm sao để giúp được người dân nhanh nhất, nhiều nhất. Những hình ảnh do chính anh và các đồng đội ghi lại trong quá trình cứu hộ này cũng đã nói lên những nguy hiểm, vất vả mà các cán bộ chiến sĩ đã trải qua. Khi nhìn thấy người dân và tài sản của người dân thì cũng như người thân của mình và cảm thấy cũng như cái tài sản của mình. Chúng tôi cũng cố gắng hết mức và nỗ lực hết mức vận động và cũng tuyên truyền, rồi cũng làm hết cái khả năng của mình. Riêng cá nhân tôi thì cũng là đi 3 điểm trong mấy ngày phòng chống lụt bão. Tức là cái điểm thứ nhất là ở Lam Tiến, sau đó cái điểm ở Lam Sơn, sau đến cái điểm Hiệp Cường. Thì có cái ngày chúng tôi đi đến 3 nơi và chúng tôi cũng làm hết cái khả năng của mình và đảm bảo cái an toàn và tài sản cho người dân. Những nghĩa cử cao đẹp, những hình ảnh dấn thân trong bão lũ là minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết tình người và luôn là điểm tựa vững chắc để mọi người cùng chung tay vượt qua khó khăn bão lũ để nhanh chóng ổn định cuộc sống.